Chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức kiểm tra cái số tiền kiếm được khi mà các bạn chơi YouTube bằng cái tài khoản Google AdSense. Thì có một số bạn khi mới bắt đầu chơi YouTube ấy thì cơ bản là chỉ thống kê được cái số tiền và cái lượng view của video ở trên cái phần analytics của YouTube. Còn trong cái phần Google AdSense thì một số bạn vào nhưng mà không nhìn được cái số tiền cụ thể kiếm được bằng cái tài khoản YouTube. Sau khi mà các bạn đã liên kết với tài khoản AdSense, hầu như các bạn khi mà mới vào cái trang trang chủ của Google AdSense thì chủ yếu là chỉ nhìn thấy cái phần thu nhập ước tính này là không không đồng, không USD. Thì để kiểm tra được cái số tiền cụ thể của YouTube ấy thì các bạn kích vào cái phần báo cáo hiệu suất. Ở trong cái tab báo cáo hiệu suất này thì cái phần menu bên tay trái của các bạn ấy, các bạn kích chọn vào phần báo cáo mới. Trong cái phần báo cáo mới này thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng phía bên tay phải này. Thì trong cái loại báo cáo này thì các bạn nên chọn vào cái loại báo cáo là sản phẩm. Kích chọn vào đây thì nó sổ ra một số các cái loại báo cáo, thì các bạn kích vào cái phần sản phẩm này. Trong cái phần sản phẩm này thì các bạn kích tiếp vào cái phần AdSense cho nội dung được lưu trữ. Thì cái này dùng cho cái tài khoản YouTube của các bạn. Thì trong đây thì để lựa chọn được cái thời gian xem cụ thể thì các bạn kích vào cái phần phía bên trên này là lựa chọn cái thời gian để các bạn xem. Thì đây cũng là một cái kênh mới của tôi nên là tôi sẽ kích vào toàn bộ thời gian để xem cái thống kê chi tiết. Thì sau khi kích vào cái phần toàn bộ thời gian thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây Google AdSense thống kê cho chúng ta khá là chi tiết toàn bộ cái số lần xem trang, số lần hiển thị, số lần nhấp chuột cũng như chỉ số RPM của trang, RPM hiển thị vân vân. Nó thống kê khá là chi tiết cho từng ngày ở trong đây. Các bạn có thể lựa chọn cái số dòng hiển thị. Đây là tôi chọn khoảng tầm 100 dòng. Đấy, thì nó sẽ thống kê. Đến ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5. Đấy. Và số lượt, số tiền thu nhập của tôi để hàng ngày. Ví dụ không ngày mùng 3 tháng 3 kiếm được 0,06 đô. Ngày mùng 4 tháng 3 là 0,05. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và nó sẽ tổng kết toàn bộ cái số tiền kiếm được ở đây là 1,39 đô. Và cái số tiền trung bình kiếm được mỗi ngày là 0,02 đô. Đó, thì cái thời gian cái kênh này tôi kết nối với tài khoản Google AdSense mới từ 27 tháng 2 cho đến ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5. Đấy. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây nó sẽ thống kê toàn bộ cái số tiền mà các bạn kiếm được trên cái YouTube. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức kiểm tra cái số tiền kiếm được đối với tài khoản YouTube khi mà các bạn vào trong Google AdSense. Thay vì việc các bạn xem cái số tiền kiếm được ở trong cái phần analytics của YouTube thì vào trong Google AdSense này thì bạn có thể nhìn được cái thống kê chi tiết hơn là số tiền kiếm được bao nhiêu. Nhưng mà cái trường hợp này thì chủ yếu là dành cho các bạn mới bắt đầu sử dụng YouTube. Còn tôi khuyến cáo các bạn là không nên thường xuyên vào trong cái tài khoản Google AdSense. Bởi vì là Google nó sẽ lưu lại cái địa chỉ IP của các bạn. Theo tôi thì một tháng chỉ nên vào tài khoản Google AdSense từ 2 đến 3 lần thôi để các bạn thống kê cái số tiền mà các bạn kiếm được hàng tháng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.